Chương Chi xin chào cả nhà nhá. Bữa nay tiếp tục đi bắt cua luôn cả nhà. Nè cũng đi tiếp tục đi bắt cua hành trình rồi nha, gặp con gì làm con nấy nha cả nhà. Ngày của mình thì xong nước rồi có gì làm nấy nha cả nhà. Rồi chào cả nhà nha. Rồi giờ mình tiến hành lên cái rừng trên đây nha cả nhà. Vô cái hối đồng đó đó. Đến đây mình gặp con cua nó bò nè cả nhà. Bò hơi nước ngập rồi nha cả nhà. Đây nó bò nó dài dài này nè, bò hồi nước ngập rồi. Đây nữa nè, nó quét đây nè, đây nè cả nhà, đó nè, trời ơi nó đào lên lỗ nè cả nhà, quá trời to luôn. Để mình tiến hành kiếm con cua này mới được nha cả nhà. Cua này chắc nó ở đây lâu lắm rồi cả nhà, nó bò nè. Trời ơi, mình phát hiện nó đây rồi cả nhà ơi. Đây nè cả nhà ơi. Ừ rồi, nè. Cua này hết biết luôn nha cả nhà. Nè cả nhà. Dấu nó trường vô nè cả nhà. Đây, rồi gọi cái hang. Dấu nè. Cua này bự lắm rồi cả nhà ơi. Rồi gọi cái hang nó đã. Rồi cái nó bò nè cả nhà. Mấy bá này luôn. Cua này là 100% có luôn đây nè. Cái bò dấu nè. Cua này bự lắm cả nhà ơi. Mới anh bắt nha cả nhà. Cái cốp rồi. Chắc là được rồi cả nhà. Rồi cái hang. Rồi cái hang. Wow, có sâu. Ui. Sâu ghê cả nhà. Cua này chắc nghĩ cua đen á cả nhà. Cua xui chưa có bự vậy. Trời ơi. Gì vậy? Ủa sao có cua ta? Ở đây đâu kỳ vậy? Ủa nó lết vậy. Cua này không có sẽ tự dặn luôn á. Lên cả nhà ơi. Rồi, đây xuống rồi. Cảm ơn cua. Lên đây xuống nữa. Ủa, dữ vậy. Cua. Cảm ơn cua. Cua. Cua xu quá nhỉ. Ừ nó chịu đây luôn quá nha. Cảm ơn cua. Cắn rồi cả nhà ơi. Chịu. Dưới nó không lên. Để ăn cua. Ăn ngắn cua. Ăn cua được. Ký lô. Ký lô khi đây khởi re rồi nha.
lớn cua. Ghê lên cua coi nha. Ừ. Chim hướng nữa cả nhà. Thôi rồi con cua. Không biết có ôm không nha cả nhà. Đã chứ. Rồi coi nè, cái hang của nó nè cả nhà. Wow, con chim nó đẹp cứ nhắc hay không. Bỏ đây cho nó thở rồi nha. Ký lâu cái ra cả nha. Con cua. Cho cả nhà chim hướng xíu nè. Quá tại cua. Nó lạnh nha. Đây, đúng cả năm rồi mới bắt được cua này. Đây. Rồi nó chắc. Rồi nó cắn luôn. Rồi con cua gì đó. Quá to luôn. Quá rồi chứ. Thôi rồi. Chắc là không biết có ôm không nha cả nhà. Ngon quá, mừng quá, rậu riết. Mừng quá, rậu riết cả nhà ơi, không biết có ôm không. Qua đằng cua vậy đó. Cứu hằng. Cứu hằng là chưa nói. Thôi rồi. Đằng cua này, chim hứng chứ. Ôi ôi, đằng cua. Năm nào nó làm đứng con cua này lại nha cả nhà. Rồi cặp càng nó bằng tay mình luôn. Bự hơn nữa. Rồi tiếp tục đi cả nhà. Tối nữa cả nhà. Tối nữa cái trời. Trời. Máy nó bị vậy không? Ủa, to gan luôn, không giáp luôn nha. Ủa chắc nó lạnh. Đâu hên dữ rồi cả nhà. Bên đây gặp thằng cua cả nhà. Cua sâu ạ. Có rồi. Cua chỗ này không không ta.
Thở ăn cua. Tu qua, tu qua. Rồi. Chiếu cái nhà. Rồi, lụm qua rơi. Đây, từ xa mình thấy đúng mà đây cả nhà. Rồi. Mà ăn cua nè. Nè. Cái hang quá to. Cả nhà thấy cái hang không? Mà nó nè. Dần luôn. Trên đó thôi nè. Cắn rồi đứt luôn. Cắn quá trời rồi đứt luôn. Cũng bự rồi nha các nhà. Rồi, nó đi đâu đấy. Có cua không bà ơi? Chết tôi rồi. Trời ơi, không có cua gì, không có cua. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Chết người không? Còn đi nữa cả nhà ơi, còn hy vọng. Cắn hết đi. Để cắm máy này cho dễ. Con cua không có nữa rồi. Con cua đã cua bự lắm đó nhỉ. Không nhỏ đâu. Có cua rồi nè. Wow. Đó. Đây, con cú. Ôi ôi.
đá thôi nhở. Đây thôi đây. Mong mới rồi. Trói rồi nha. Lấy dây trói. Đúng rồi, đúng rồi. Hay coi mày là ký mấy rồi cả nha. Đây cả nhà. Quá trời ngon. Cú chắc đây cả nhà, là phân cua đây cả nhà, nhưng mà quá trời luôn, à, dưới gốc đước đó, cua cả nhà, ăn ra đây, hay là mình cũng bắt được con cả nhà. Rồi ai dỡ ngách rồi. Giặc mà ngon quá, ai dỡ ngách rồi cả nhà. Nè. Con cua ở đây không biết. Đi. Ui, à. Điện cũng còn ở. Hên quá cả nhà ơi. Cua bự cả nhà ơi. Ăn quá chà bá luôn à. Ừ. Nó không ở đây thì hơn gì khu bắc nó không lấp ngách. Trời đúng càng ơi, trời đúng càng ơi, thiệt ạ, quê tèo thật chứ, khu gì bắt đúng càng. Còn có càng mà chưa ra. Ừ, ừ chắc. Ý cái độc. Cái càng luôn rồi. Chết được, chết được. Chết được rồi đây. Mình đến đây là mình gặp thằng cua rồi cả nhà. À, mà nó ăn dở ăn chết trong đó đó cả nhà. Ngon ghê cả nhà. Cái máy đục lắc đục lắc đi. Học coi. Thì bóp coi. Ôi con cua cả nhà. Đó. Đỡ vậy mà ngon á. Này trúng mánh hả cả nhà. Ui. Trời ơi.
chú gợi cảm đó. Em không chịu ra này. Này có cụ bự, một hai cụ bự có tiền nha cả nhà. Trâu rồi nha. Cút lòng đó, được thì không được. Ngon nha, vô Huệ rồi. Chắc nha. Thôi, thôi rồi nha. Vô được. Rồi, đây nha. Rồi. Vô con ghê chà, nay mình làm gần gió luôn rồi các nhà. Cua con ghê, cua được trình ảnh chứ. Đây các nhà, đập con cua nó bấm lên nè các nhà. Đây nó bấm chấm 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 nè, hàng dưới đây nè các nhà. Đó, hàng này đó đó. Giữ có cô ngon thật chứ. Lên. Mày hả? Mày hả? Mày hả bự? Lên chạy xuống rước hoài. Lần. Lợi, tập lợi này các nhà. Wow, lừng hả? Anh chạy lên chạy xuống nước lừng hả anh? Cháu các nhà ơi, chết máy bị nghiêng riết rồi các nhà ơi. Chơi chơi. Đây cái nhà, ngã máy riết rồi. Cái này nó muốn hư.
Đây, mình dòm nha. Thấy con cua rồi các em. Cua nằm giữa góc đuốc. Đó, trấu ở đó các em. Này, hang lông bà nè. Đó. Trấu ra đây. Mà nó nằm đây nè các nha. Xuống đây. Con cua rồi các nha. Lên thôi chạy ra cái ra luôn cả nhà ơi. Ra gì mình hành quả cho cả nhà xem nha. Nước lớn bơi bọn mà ra đầu rồi đó đó cả nhà. Ra lấy ghe. Nó gặp quá lòi ra lấy ghe. Anh về tới nhà rồi cả nhà ơi. Anh quá của tôi chi đây. Một con. Cua ngon không cả nhà. Mấy nhỏ này không có quay cả nhà. Đây nó nào nó ơi. Đây đây mình nhà. Cái đồ xe dưới tạng, cái cua này chứ. Thế rồi. Tên đại ca. Gây là cua được. Được chát không lên, làm bánh rồi. À, đúng. Đúng. Thế rồi, xúc rồi. Chứ, xúc kìa. Thế có được nhiêu? Cần thứ đây, chắc từng 8 lần chính lạc. Tên, chúng ta thử coi. Thử coi lại đây. Nghe chưa? Chính là yếu chút xíu. Đây cả nhà,
ra ký luôn nguyên. Rồi hành báo có cái chia đây cả nha. Đây này cũng được mấy kilo rồi nha cả nhà. Con cua này chắc thôi khỏi nói rồi. Cua cua cái hàng ghê luôn. Đây rồi thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Để cả nhà lít cao được này đúng củ quả.